Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời các câu hỏi bài tập bài 24 trang 38 sách giáo khoa toán 11 kết nối tri thức. Bài 24. Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Trong bài này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phép chiếu vuông góc, hình chiếu vuông góc và định lý ba đường vuông góc. Một nhỏ, phép chiếu vuông góc. Hoạt động 1. Trên sân phẳng có một cây cột thẳng vuông góc với mặt sân. Dưới ánh nắng, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của cột trên sân có thể được nhìn như là hình chiếu của cây cột qua phép chiếu song song hay là không. Và khi cô B, khi mà tia sáng mặt trời vuông góc với mặt sân thì liệu ta có thể quan sát được bóng của cây cột trên sân sân hay là không? Các bạn có thể nhìn là hình 7.33, đây là hình minh họa. Tuy nhiên là ở đây các bạn muốn trả lời được câu hỏi này thì bạn sẽ phải dựa vào hình ảnh minh họa và dựa vào thực tế các bạn quan sát được, thì thấy rằng là dưới ánh nắng mặt trời thì bóng của một cây cột trên sân làm sao đây có thể được như nhìn như là hình chiếu của cây cột qua phép chiếu song song với tia mặt trời, là câu A. Bóng của cây cột trên sân có thể được nhìn như là hình chiếu của cây cột qua phép chiếu song song với tia nắng mặt trời. Là câu A. Câu B cũng dựa vào quan sát thực tế khi mà tia sáng của mặt trời vuông góc với mặt sân thì bóng của cây cột nó sẽ không xuất hiện trên mặt sân vì không có tia sáng nào có thể chiếu trực tiếp lên về mặt sân để tạo ra bóng của cây cột. Đó là câu trả lời của câu B. Khi tia sáng mặt trời vuông góc với sàn, với mặt sàn bóng của cây cột sẽ không xuất hiện vì làm sao đây, thì không có tia sáng nào có thể chiếu trực tiếp lên bề mặt sân để tạo ra bóng của cây cột. Đó là hoạt động 1.
Và từ hoạt động 1 thì chúng ta cũng sẽ có khái niệm về phép chiếu vô góc. Đấy là phép chiếu song lên một mặt phẳng P theo phương delta vuông góc với mặt phẳng P thì được gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng P. Và chú ý đấy là vì phép chiếu vuông góc lên một mặt phẳng là một trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên nó có mọi tính chất của các phép chiếu song song. Và phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng P còn được gọi đơn giản nó là phép chiếu lên mặt phẳng hình chiếu vuông góc H' của hình H trên mặt phẳng P còn được gọi là hình chiếu H lên mặt phẳng P. Đấy, các bạn sẽ chú ý cho cô. Và các bạn cũng có câu hỏi ở dưới. Câu A. Nếu A là một điểm không phụ thuộc vào mặt phẳng P và A' là hình chiếu của A lên P thì đường thẳng AA' có quan hệ gì với mặt phẳng P? Các bạn sử dụng phép chiếu song song. Và phép chiếu song song lên một mặt phẳng P theo phương delta chẳng hạn vuông góc với P thì nó được gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng P. Vậy câu A sẽ dễ dàng trả lời được ngay, đấy là AA' vuông góc với mặt phẳng P. Câu B. Nếu đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng P thì hình chiếu của A trên P là gì? Rồi, trả lời được ngay. Đấy là nếu đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng P thì hình chiếu của A trên P. Cô biết luôn. Hình chiếu A trên P là gì? Là giao điểm của A với P. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hoạt động 2. Cho đường thẳng A và mặt phẳng P không vuông góc với nhau. Xét B là một đường thẳng nằm trong P. Trên A, lấy hai điểm M, N tùy ý, gọi M, N tương ứng là hình chiếu của M, N trên mặt phẳng P như hình 7.34 ở đây. Câu A. Hình chiếu của A lên mặt phẳng P là đường nào? Quan sát ở trên hình 7.34 thì chúng ta có là gì? Vì có M, N tương ứng là hình chiếu của M, N trên mặt phẳng P nên là hình chiếu của A lên mặt phẳng P nó là gì đây? Là A phẩy. Đường thẳng đi qua hai điểm M phẩy và N phẩy. Rồi vậy câu A chúng ta trả lời được ngay, đấy là hình chiếu của A lên trên mặt phẳng P và Q đó là gì? Là cô trả lời đầy đủ ra vì M N là hình chiếu của M N, M phẩy N phẩy là hình chiếu của M N lên mặt phẳng P nên suy ra được đấy là hình chiếu của A lên P là A phẩy. A phẩy đây là cái gì? Là đường thẳng đi qua M phẩy và N phẩy. Đó câu A. Câu B. Nếu B và nếu B vuông góc với M phẩy N phẩy thì B có vuông góc với A hay là không? Thì chúng ta nhìn thấy rằng là B vuông góc với M phẩy N phẩy và B cũng vuông góc với M phẩy. Bởi vì sao? Vì M phẩy đó là hình chiếu của M lên trên P mà M phẩy N phẩy thì lại cắt gì? M phẩy tại điểm M phẩy nên là B vuông góc với mặt phẳng được tạo bởi M phẩy N phẩy. Và M phẩy nên là B nó sẽ làm sao? Vuông góc với
đường thẳng. A. À, rồi cô trình bày cho các bạn. B. Vuông góc với M phẩy N phẩy. Và B. Vuông góc với M M phẩy. Bởi vì sao? Vì chỗ này là M phẩy là hình chiếu M lên mặt phẳng P, đúng không? Cô lại có là M phẩy cắt M phẩy N phẩy tại điểm M phẩy. Nên suy ra được đấy là B sẽ vuông góc với M phẩy N phẩy. Gì đây? M phẩy N phẩy N M, tức là mặt phẳng được tạo bởi bởi gì? Bởi M phẩy N phẩy. Mà gì? Mà M phẩy N phẩy làm sao? Cũng thuộc cái mặt phẳng đấy, đúng không? Rồi cậu ghi luôn ở đây là mặt phẳng được tạo bởi M phẩy N phẩy này. M M phẩy nên suy ra được ngay đấy là gì? B sẽ vuông góc với gì? Vuông góc với A. Bởi vì sao? A cũng nằm thuộc A cũng thuộc mặt phẳng M phẩy N phẩy N M, nên là suy ra được ngay là B sẽ vuông góc với đường thẳng A. Đấy là câu B. Với câu C, nếu B vuông góc với A thì B có vuông góc với M phẩy N phẩy hay là không? À, câu hỏi này câu hỏi ngược lại với câu trên, đúng không? À, ở đây B của chúng ta, cô trả lời luôn các bạn. B thì vuông góc với A, B lại vuông góc với M M phẩy. A thì cắt M M phẩy tại điểm M. Thì từ tất cả những cái này suy ra được đấy là B sẽ vuông góc với mặt phẳng tạo bởi đường thẳng A. Và từ đấy thì tạo bởi A và đường và đoạn thẳng M M phẩy. Từ đấy thì cô sẽ suy ra được ngay đấy là B sẽ vuông góc với M phẩy N phẩy. Xong câu C. Và từ hoạt động 2 thì chúng ta sẽ có định lý về ba đường vuông góc, đấy là cho đường thẳng A và mặt phẳng B không vuông góc với nhau. Khi đó thì một đường thẳng B nằm trong mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng A khi và chỉ khi B vuông góc với hình chiếu vuông góc A phẩy của A trên B. Cô có ví dụ một trên một sản phẩm trên một sân phẳng nằm ngang tại các điểm A, B, C, D, người ta dựng các cột thẳng đứng AM, BN, CP, DQ và nối các sợi dây thẳng giữa M, P, N, Q như hình 7.35 ở đây. Câu A, hãy chỉ ra các hình chiếu của dây M, P và N, Q ở trên sân. Thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy là do các cột có phương thẳng đứng và sân thì thuộc mặt phẳng nằm ngang nên là các cột vuông góc với sân. Vậy thì lúc này ta có điểm A, B, C, D thì tương ứng với các hình chiếu là M, N, P, Q ở trên sân. Vì vậy mà AC, BD sẽ tương ứng là các hình chiếu của P, M, P, N, Q ở trên sân. Nói qua câu B, chứng minh rằng BD vuông góc với AC, BD mà vuông góc với AC
thì BD vuông góc với MP dễ dàng nhìn thấy ngay được. Đấy là nếu như mà BD mà vuông góc với AC, mà AC đó là hình chiếu của MP trên sân và BD thì thuộc sân, nên là theo định lý ba đường vuông góc thì ta sẽ có là BD vuông góc với MP. Câu C, chứng minh rằng nếu ABCD là một hình bình hành thì các trung điểm EF tương ứng của các đoạn thẳng MP và NQ thì có cùng hình chiếu ở trên sân. Tôi nhìn vào hình cho cô. Thế là nếu như mà tam, nếu như mà A tứ giác ABCD đó là một hình bình hành thì các đoạn thẳng là AC này, BD nó sẽ có điểm chung là điểm O, ở đây nó cắt nhau đây, điểm O. Và vì L là đường trung bình của hình thang AC PC, anh nhập quân ACPM, nên ta có được là EO song song với MA. Mặt khác thì ta lại có là MA lại vuông góc với mặt sàn, nên OE cũng sẽ vuông góc với mặt sàn ở dưới này, ở sân. Vậy O nó là hình chiếu của E trên sân, và tương tự thì chúng ta cũng có O là hình chiếu của F ở trên sân. Vậy thì chúng ta chứng minh được là E và F có cùng hình chiếu ở trên sân. Tiếp theo, đến với luyện tập 1, cho hình chóp SABC có SA bằng SB bằng SC. Gọi O là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABC. Câu A, chứng minh rằng O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, hình 7.36 ở đây. Câu A, chúng ta sẽ đi chứng minh luôn. Đấy là cô có được là O là hình chiếu của S trên mặt phẳng A, B, C, nên là suy ra được đấy là FO vuông góc với mặt phẳng A, B, C, mà có OA, OB, OC lại nằm trong mặt phẳng A, B, C, nên cô suy ra được đấy là FO vuông góc với OA, FO vuông góc với OB và FO vuông góc với OC. Xét tam giác SAO vuông tại O có gì đây? Cô dùng định lý Pythagore nhá. Có SA bình thì bằng OA bình cộng với SO bình. Định lý Pythagore. Tiếp cô lại xét tiếp tam giác SBO cũng vuông tại O. Có gì? Có theo định lý Pythagore cô có là SB bình thì bằng OB bình cộng với SO bình, cũng định lý Pythagore. Xét tiếp tam giác tương tự. Xét tam giác SCO vuông tại O. Có được gì đây? Có được là SC bình thì bằng OC bình cộng với SO bình, cũng định lý Pythagore. Mà cô có là SA bằng SB bằng SC, nên OA sẽ bằng OB và bằng OC. Nếu như mà OA bằng OB bằng OC thì chúng ta sẽ có O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A, B, C. Câu A cũng đã chứng minh xong. Đến với câu B. Xác định
hình chiếu của đường thẳng SA trên mặt phẳng đáy ABC thì cô có được là O, nó là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABC này. Cô lại có A là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABC. Vậy thì cô suy ra được đấy là OA là hình chiếu của gì? Của SA trên mặt phẳng ABC. Xong câu B. Đến với câu C. Chứng minh rằng nếu AO vuông góc với BC thì SA vuông góc với BC. Ở đây cô có được là AO vuông góc với BC mà lại có được là SO vuông góc với BC bởi vì SO vuông góc với mặt phẳng ABC. Mà AO cắt SO tại điểm O. Nên cô suy ra được đấy là BC vuông góc với mặt phẳng SAO và SA nằm trong SAO. Nên suy ra được đấy là SA vuông góc với BC. Vậy cô được câu C. Tiếp đến câu D. Xác định hình chiếu của tam giác SBC, SCA, SAB trên mặt phẳng ABC. Rồi cô sẽ biết các cạnh liên quan đến nó. Đấy là cô có O là hình chiếu của S lên ABC. A là hình chiếu của A là hình chiếu của A lên mặt phẳng ABC. Cô lại có B cũng là hình chiếu của B lên ABC. C là hình chiếu của C lên ABC. Suy ra được tam giác OAB là hình chiếu tam giác SAB trên mặt phẳng ABC. Và tương tự, cô có tam giác OBC là hình chiếu của tam giác SBC trên mặt phẳng ABC. Tam giác OCA là hình chiếu của tam giác SCA trên mặt phẳng ABC. Tiếp theo,
Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Hoạt động 3. Một máy bay giữ vận tốc không đổi với độ lớn là 240 km/h trong suốt 2 phút kể từ khi nó cất cánh. Hỏi thông tin trên có đủ để ta xác định độ cao của máy bay so với mặt đất phẳng tại thời điểm 1 phút kể từ khi máy bay cất cánh hay là không? Chúng ta đã học liên quan đến vận tốc thời gian thì chúng ta có quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian. Vậy thì ở đây chúng ta, tuy nhiên ở đây nó là một cái khoảng cách ở trên cao, nên là thông tin ở trên ở đề bài người ta cho ấy thì không đủ để ta xác định của độ cao, xác định độ cao của máy bay so với mặt đất phẳng tại thời điểm 1 phút kể từ khi máy bay cất cánh, mà chúng ta chỉ tính được là gì, quãng đường bay của máy bay bay được thôi. Câu trả lời: thông tin ở trên, thông tin trên không đủ điều kiện để xác định được độ cao của máy bay so với mặt đất mà chỉ xác định được quãng đường máy bay bay được. Đó là hoạt động 1. Và chúng ta cũng có khái niệm đấy là nếu đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng B thì ta nói rằng là góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng B sẽ bằng 90 độ. Và nếu như đường thẳng A không vuông góc với mặt phẳng B thì góc giữa A và hình chiếu A phẩy của nó ở trên P được gọi là góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng P. Nó được tạo như được tạo và minh họa như hình 7.38 ở dưới đây. Và chú ý đấy là nếu như mà alpha là góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng P thì alpha của chúng ta sẽ nằm trong khoảng là 0 đến 90 độ. Chúng ta có nhận xét cho điểm A và có hình chiếu H trên mặt phẳng P thì lấy điểm O thuộc mặt phẳng P, O không trùng với H, khi đó thì góc giữa đường thẳng AO và mặt phẳng P bằng góc AOH. Các bạn nhìn ở hình 7.39. Và từ đấy thì các bạn cũng sẽ áp dụng được với ví dụ 2. Cho hình chóp SAB có SA vuông góc với ABC, SA bằng A, CA bằng CB bằng A căn 7, AB thì bằng 2A. Gọi alpha là góc giữa SB và ABC, tính tan của alpha và tính góc giữa SC và SAB. Ở đây thì các bạn quan sát hình 7.40. Đó là hình vẽ của bài ví dụ 2. Câu A, vì chúng ta thấy là SA thì vuông góc với mặt phẳng đáy, nên là chúng ta có góc tạo góc alpha SBA. Tam giác SBA là tam giác vuông tại A, nên là tan của góc này với góc alpha ấy, thì chúng ta sẽ bằng gì? Đối trên kề bằng SA trên AB. Và từ đấy thì các bạn sẽ tính được góc giữa SB và
bằng thẳng ABC là góc alpha, và các bạn sử dụng máy tính cầm tay để tính được alpha sẽ bằng bao nhiêu. Câu B, tính góc giữa SC và SAB. Cô gọi M nó là trung điểm của AB. Tam giác ABC là tam giác cân, nên cô có được là CM sẽ vuông góc với AB, mà SA của chúng ta thì vuông góc với đáy đúng không? Thế là SA của chúng ta sẽ vuông góc với CM. Và thứ hai điều đó thì chúng ta có được là CM sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Vậy thì góc giữa cạnh SC và SAB sẽ bằng gì? Sẽ bằng góc CSM. Và tam giác SAC thì lại làm sao đây? Vuông tại A, nên là chúng ta sử dụng định lý Pythagore để tính ra được cạnh SC cho cô, và bằng A căn 8. Và ta có được đấy là AM thì lại bằng một nửa cạnh AB, và bằng cạnh A, bởi vì AB chúng ta bằng 2A mà, nên là tam giác SAM của chúng ta làm sao đây? Cân tại A mà lại có SM bằng A căn 2. Tam giác CMS thì lại vuông tại M. Lúc này thì các bạn sẽ tính cho cô được góc giữa cạnh SC và mặt phẳng SAB chính là góc gì đây? CSM, các bạn tính thôi, cốt. Vì tam giác vuông thì nó cốt. Cốt thì bằng kề trên huyền thì chính là bằng gì? SM trên SC, và tính ra cốt của góc CSM thì bằng 1/2. Sử dụng máy tính cầm tay thì chúng ta sẽ tính được góc CSM bằng 60 độ. Và đấy là góc chúng ta cần tìm. Tiếp, chúng ta sẽ chuyển sang vận dụng. Tâm của trái đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo là một đường elip. Nhận tâm mặt trời là tiêu điểm. Trong quá trình chuyển động, trái đất quay quanh trục Bắc Nam. Trục này có phương không đổi và luôn tạo với mặt phẳng chứa quỹ đạo một góc là 66,5 độ. Câu A, giải thích vì sao hình chiếu của trục trái đất trên mặt phẳng quỹ đạo P thì có phương không đổi. Câu A, cô sẽ giải thích cho các bạn. Đây là thứ nhất, vì chúng ta sẽ quan sát hình và kết hợp với cách xác định hình chiếu. Vì là trục quay của trái đất của chúng ta luôn cố định và hướng về một phương cố định trong không gian. Và mặt phẳng quỹ đạo của chúng ta cũng không thay đổi trong quá trình mà quay quanh mặt trời. Nên là hình chiếu của các trục trái đất trên mặt phẳng quỹ đạo thì có phương là không đổi. Rồi, cô sẽ giải thích. Vì trục quay của trái đất luôn cố định về một phương cố định trong không gian. Và mặt phẳng quỹ đạo cũng không thay đổi trong quá trình quay quanh mặt trời. Rồi, nên là hình chiếu của các trục trái đất thì hậu phương không đổi. Câu B, giải thích vì sao có hai thời điểm trong năm mà tại đó hình chiếu của trục trái đất trên mặt phẳng P thuộc đường thẳng nối tâm mặt trời và tâm trái đất. Thì các bạn cũng quan sát và cũng tìm hiểu cho cô thì trả lời được là trong quá trình mà chuyển động quanh mặt trời thì hình chiếu của trục trái đất
trên mặt phẳng quỹ đạo nó sẽ thay đổi theo thời gian và tạo thành một đường tròn có bán kính bằng với góc nghiêng của trục quay so với mặt phẳng quỹ đạo. Và khi mà trái đất ở vị trí xa nhất khoảng 4 phần 7 quỹ đạo và gần nhất là khoảng 3 phần 7 quỹ đạo so với mặt trời thì hình chiếu của trục quay trên trái đất thì hình chiếu của trục quay của trái đất trên mặt phẳng quỹ đạo nó sẽ nằm ở trên đường thẳng nối tâm trái đất và mặt trời. Vậy câu này cô sẽ giải thích cho các bạn vì trong quá trình chuyển động quanh mặt trời hình chiếu của trục trái đất trên mặt phẳng quỹ đạo sẽ thay đổi theo thời gian và tạo thành một đường tròn có và tạo thành một đường tròn có bán kính bằng góc nghiêng của trục quay. So với mặt phẳng quỹ đạo. Và khi mà trái đất ở vị trí xa nhất khoảng là 4 phần 7 quỹ đạo và gần nhất khoảng là 3 phần 7 quỹ đạo so với mặt trời thì hình chiếu của trục quay của trái đất trên mặt phẳng quỹ đạo sẽ nằm trên hai đường thẳng nối tâm của trái đất và mặt trời. Đó là câu hỏi vận dụng. Tiếp, chúng ta sẽ chuyển sang phần câu hỏi khám phá. Cho đường thẳng delta vuông góc với mặt phẳng P. Khi đó với một đường thẳng A bất kỳ, góc giữa A và P có mối quan hệ gì với góc giữa A và delta? Thì nhìn hình 7.42. Thì minh họa thì chúng ta sẽ trả lời được. Đấy là thứ nhất là cô có là AH song song với delta, bởi vì sao? Vì cùng vuông góc với mặt phẳng P. Nên cô suy ra được góc giữa A với delta thì bằng góc giữa A với AH và bằng góc HAO. Cô lại có là HO
là hình chiếu của A lên mặt phẳng B. Nên cô suy ra được đấy là góc tạo bởi giữa A và mặt phẳng P thì bằng góc giữa A với HO và bằng góc AOH. Mà cô có tam giác AHO vuông tại H nên suy ra được là góc HAO và góc AOH là làm sao đây? Phụ nhau. Nên cô suy ra được đấy là góc giữa A và P làm sao đây? Có mối quan hệ giữa có mối quan hệ với đây cô có mối quan hệ với góc giữa A và delta là hai góc làm sao đây? Phụ nhau. Đó là câu khám phá. Tiếp đến với câu trải nghiệm. Câu hỏi trải nghiệm như sau này. Đo góc giữa một sợi dây kéo căng và mặt bàn hoặc là sàn của lớp học thì có thể cho một đầu của sợi dây thuộc mặt sàn, mặt bàn để thuận tiện hơn trong các việc đo. Bài này thì chúng ta sẽ thực hành sử dụng thước đo góc. Cô sẽ gợi ý nhanh cho các bạn. Đấy là để mà đo góc giữa một sợi dây kéo căng và mặt bàn hoặc là sàn của một lớp học thì các bạn sử dụng thước góc và thực hiện các bước như sau này. Cô sẽ nói bước thứ nhất, đấy là chúng ta sẽ phải đặt một đầu sợi dây lên mặt bàn hoặc là sàn và giữ cho sợi dây căng và căng thẳng. Bước thứ hai, đấy là sử dụng thước góc đặt một cạnh song song với mặt bàn hoặc sàn và đưa cạnh kia của thước góc đến gần với sợi dây. Bước 3, chúng ta sẽ đọc giá trị trên thước góc mà cạnh song song với mặt bàn hoặc là sàn tạo với cạnh thứ hai của thước góc. Bước 4, chúng ta sẽ giữ nguyên sợi dây và thước góc, di chuyển cạnh thứ hai của thước góc cho đến khi mà nó trùng với sợi dây. Và bước 5, chúng ta sẽ đọc các giá trị góc trên thước góc. Bước 6, chúng ta sẽ xác định được là góc giữa sợi dây và mặt bàn hoặc là sàn học là hiệu của hai giá trị góc trên thước góc được học ở bước 3 và bước 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần bài tập. Bài 7.10. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với mặt phẳng hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng ABC. Câu A, cô có ngay được cái là gì? SA thì vuông góc với mặt phẳng ABC. Nên suy ra được A là hình chiếu của S trên mặt phẳng A, B, C. Câu B, xác định hình chiếu của tam giác SBC lên mặt phẳng A, B, C thì chúng ta sẽ đi xét ra từng hình chiếu một. Đó là cô có A là hình chiếu của S trên mặt phẳng A, B, C. B là hình chiếu của B
trên mặt phẳng A, B, C. C là hình chiếu của gì? Của C trên mặt phẳng A, B, C. Vậy từ đây cô suy ra được đấy là tam giác A, B, C là hình chiếu của tam giác S, B, C. Đấy là xong câu B. Câu C, xác định hình chiếu của tam giác S, B, C trên mặt phẳng S, A, B. Vậy tương tự với các ở bên trên kia thì cô có được đấy là B là hình chiếu của C trên mặt phẳng S, A, B. S, B, S và B là hình chiếu của chính nó trên mặt phẳng S. Vậy suy ra được đấy là SB là hình chiếu của tam giác SBC trên A trên SAB. Tiếp đến với câu 7.10. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. SA vuông góc với đáy và SA thì bằng A căn 2. Tính góc giữa SC và mặt phẳng ABC. Bài này có được đấy là A là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABC. ABCD. Bởi vì sao? Bởi vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD. C là hình chiếu của C trên mặt phẳng ABCD. Vậy thì cô suy ra được đấy là AC là hình chiếu của SC trên mặt phẳng ABCD. Lên cô suy ra được là góc tạo bởi giữa SC và mặt phẳng đáy ABCD thì chính là bằng góc giữa bởi SC với AC và bằng góc SCA. Bây giờ đi tính góc, cô sẽ xét tam giác ABC vuông tại B có gì đây? Có được là AC bình thì bằng AB bình cộng với BC bình bằng 2 lần A bình. Vậy cô suy ra được cái là cạnh AC của cô sẽ bằng A căn 2. Tiếp, xét tam giác SAC vuông tại A có gì? Có tan của góc SCA thì bằng tan thì bằng đối trên kề sẽ bằng S A trên AC. SA thì đề bài cho là bằng A căn 2. AC vừa nãy tính thì bằng A căn 2 đúng không? Vậy chúng ta có kết quả là 1. Suy ra được góc SCA bằng bao nhiêu độ đây? 45 độ. Xong câu A, đến với câu B. Tính góc giữa BD và mặt phẳng SAC. Cô có được đấy là AC thì vuông góc với BD
bởi vì là ABCD là hình vuông, SA vuông góc với BD, vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD mà cô lại có là AC, thì cắt SA tại điểm là A. Nên từ đây thì cô suy ra được là BD vuông góc với SAC. Mà nếu như vuông góc thì góc giữa BD và mặt phẳng SAC chính là bằng bao nhiêu độ đây? 90 độ. Câu C. Tìm hình chiếu của SB trên mặt phẳng SAC. Thì cô sẽ gọi AC là giao của BD và bằng O. Mà BD thì vuông góc với mặt phẳng SAC, nên suy ra được O nó là hình chiếu của B trên mặt phẳng SAC. S là hình chiếu của S trên mặt phẳng SAC. Vậy cô suy ra được đấy là SO là hình chiếu của SB trên SAC. Tiếp, chúng ta sẽ đến với bài 7.12. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với ABC. Tam giác ABC thì vuông tại B. SA bằng AB bằng BC và bằng cạnh A. Câu A, xác định hình chiếu của A trên mặt phẳng SBC. Câu B, tính góc giữa SC và mặt phẳng A. Câu A. Trong mặt phẳng SAB, cô sẽ tiến hành là kẻ AD vuông góc với SB tại D. Sau này thì cô sẽ có được là BC vuông góc với AD, SB vuông góc với AD. BC thì cắt SB tại điểm B. Từ đây thì cô suy ra được là AD vuông góc với mặt phẳng SBC và suy ra được đấy là D là hình chiếu của A trên mặt phẳng SBC. Câu B, tính góc giữa SC và mặt phẳng ABC. Cô gọi A là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABC. Bởi vì SA thì vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. C là hình chiếu của C trên mặt phẳng ABC. Cô suy ra được là góc tạo bởi giữa SC và mặt phẳng ABC thì bằng góc giữa SC và AC và bằng góc SCA. Đến đây chúng ta sẽ đi tiến hành cách tính. Cô xét tam giác ABC vuông tại B có gì? Có AC bình phương thì bằng AB bình cộng với BC bình và bằng
2A bình suy ra AC bằng với A căn 2. Xét tiếp tam giác SAC vuông tại A. Có gì? Có tan của góc SCA thì bằng SA chia cho AC, thay vào cô được là cạnh SA thì bằng A này, cạnh AC thì bằng A căn 2. Vậy kết quả cô được là 1 phần căn 2. Vậy suy ra góc SCA thì bằng AC tan của 1 phần căn 2. Tiếp theo, chuyển xuống bài 7.13. Cho điểm S nằm ngoài mặt phẳng P, có hình chiếu H trên P với mỗi điểm M bất kỳ không trùng H trên mặt phẳng P. Ta gọi đoạn thẳng SM là đường xiên, đoạn thẳng HM là hình chiếu trên P của đường xiên đó. Chứng minh rằng câu A là hai đường xiên SM và SM phẩy thì bằng nhau khi và chỉ khi hai hình chiếu của HM, HM phẩy tương ứng của chúng thì sẽ bằng nhau. Và câu B là đường xiên SM lớn hơn đường xiên SM phẩy nếu như hình chiếu HM lớn hơn hình chiếu HM phẩy. Cô sẽ giả sử là SM thì bằng với SM phẩy. Cô xét tam giác SHM vuông tại H. Có gì? Có SM bình bằng với SH bình cộng với MH bình. Pythagore. Tiếp cô lại xét tam giác SHM phẩy vuông tại H. Có gì? Có SM phẩy bình phương thì bằng SH bình phương cộng với M phẩy H bình phương, cũng theo định lý Pythagore. Mà SM thì bằng SM phẩy nên suy ra được là MH sẽ bằng MH phẩy. Cô lại giả sử HM thì bằng M phẩy H, thì cô xét tam giác SHM vuông tại H. Cũng có SM bình bằng với SH bình cộng với MH bình. Xét tiếp tam giác SHM phẩy cũng vuông tại H. Có gì? Có SM phẩy bình thì bằng SH bình cộng với M phẩy H bình. Mà có được là HM thì bằng với HM phẩy, nên suy ra được đấy là SM thì bằng SM phẩy. Suy ra MH lớn hơn M phẩy H khi mà chỉ khi là gì đấy? MH bình lớn hơn M phẩy H bình phương. Đấy là câu A. Tiếp, tương tự với ý của câu A, câu B, cô chứng minh luôn. Vẫn với dòng trên, khi và chỉ khi luôn. Được đấy là MH bình mà cộng với SH bình sẽ lớn hơn vận ý trên. Lớn hơn gì? Lớn hơn M phẩy H bình, cô cộng cả hai vế. Cộng với SH bình, ta có đi. Khi và chỉ khi, cô có được là gì? Hai cái này sẽ bằng cái gì đấy? SM bình, đúng không? Lớn hơn hai cái này sẽ bằng
SM phẩy bình. Vậy cô được là đương đương SM sẽ lớn hơn SM phẩy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 7.14. Trong một khoảng thời gian kể từ khi cất cánh, máy bay theo một đường thẳng. Góc cất cánh của nó là góc giữa hai đường à, góc giữa đường thẳng đó là và mặt phẳng nằm ngang nên cất cánh. Hai máy bay cất cánh và bay thẳng với cùng độ lớn vận tốc trong 5 phút đầu. Với các góc cất cánh được là 10 độ, 15 độ. Hỏi sau 1 phút kể từ khi cất cánh thì máy bay nào ở độ cao so với mặt đất lớn hơn? Và chú ý đấy là độ cao của máy bay so với mặt đất, nó là khoảng cách từ máy bay đến hình chiếu của nó ở trên mặt đất. Dựa vào tam giác vuông, tính cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối thì chúng ta sẽ giải quyết bài này. Thứ nhất, có quá là sau 1 phút hai máy bay bay được quãng đường là bay được quãng đường dài bao nhiêu đây? Thời gian nhân với vận tốc đúng không? Sẽ bằng là v. Rồi, áp dụng công thức tính độ cao của máy bay so với mặt đất thì ta sẽ tính được độ cao của máy bay hai máy bay như sau này. Độ cao máy bay 1 là gì đây? H1 thì bằng gì? V nhân với sin của 10 độ. Nó xấp xỉ khoảng là bao nhiêu? Sin 10 độ sẽ 0,17V. Rồi, còn độ cao máy bay 2 là H2 thì bằng gì? Bằng V nhân với sin của 15 độ. Và nó xấp xỉ khoảng là 0,26V. Vì thế thì chúng ta đến đây chúng ta so sánh được ngay. Nếu như mà cùng với V như vậy thì ta thấy rằng là độ cao của máy bay làm sao đây? Máy bay 2 suy ra làm sao? H2 lớn hơn H1. Vì thế mà máy bay 2 ở độ cao so với mặt đất nó sẽ lớn hơn kể từ 1 phút từ khi cất cánh. Đây là câu 7.14. Tiếp theo đến với câu 7.15. Nêu cách đo góc giữa đường thẳng chứa tia sáng mặt trời và mặt phẳng nằm ngang tại một vị trí và một thời điểm. Và chú ý đấy là góc giữa đường thẳng chứa hai tia mặt trời lúc giữa trưa với mặt phẳng nằm ngang tại vị trí đó được gọi là góc mặt trời. Và giữa trưa là thời điểm ban ngày mà tâm mặt trời thuộc mặt phẳng chứa kinh tuyến đi qua điểm đang xét. Góc mặt trời thì nó ảnh hưởng tới sự hấp thụ nhiệt từ mặt trời của trái đất và tạo nên các mùa ở trong năm trên trái đất. Đối với bài này thì chúng ta sẽ phải sử dụng dụng cụ đo góc. Và để đo được góc giữa đường thẳng chứa tia sáng mặt trời và mặt phẳng nằm ngang tại một vị trí mà ở một thời điểm cụ thể thì ta cần sử dụng một thiết bị đo góc và nó thường được gọi là Gnomon. Và cách thực hiện đo. Bước 1, đấy là chúng ta sẽ chọn một vị trí cố định trên mặt đất và đặt thước vào vị trí đó sao cho nó đúng và vuông góc với mặt đất. Bước thứ 2, đấy là đợi cho đến khi mà đến thời điểm giữa trưa, khi mà tia sáng mặt trời đứng thẳng trên vị trí của bạn thì bạn có thể biết được thời điểm này thông qua các web hoặc các ứng dụng mà dựa trên vị trí của bạn và bạn đang đứng. Bước thứ 3, đấy là xác định bóng của thước trên mặt phẳng ngang và vẽ một đường thẳng từ đỉnh của Gnomon đến đỉnh của bóng. Bước cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng thiết bị đo góc để đo góc giữa đường thẳng này và mặt phẳng nằm ngang. Đó chính là góc mặt trời tại vị trí và ở thời điểm đó. Và đây chính là cách mà thực hiện đo góc mặt trời.
Vậy là cô và các em đã học xong bài 24 sách giáo khoa toán 11 kết nối tri thức. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.